Em lên thêm cho các bác một cái mã phi điệp cánh bướm hàng chuẩn mật hoa nhá. Ươm kỳ tại vườn, chuẩn mật hoa luôn cho mọi người. Đây mặt bông đây. Dòng này bông to nhá, siêu thơm luôn ạ. Nhìn nó như những cái cánh bướm nhá. Cánh của nó thì hơi xét xét một chút. Đây em đi vào từng mã luôn cho mọi người. Đầu tiên là cái mã số 1 này. Đây, số 1 bên này. Số 1 nhá. Số 1 là cái này nó có giá là 150.000. Nó sẽ có một thân mẹ và bốn cái kỳ này, bốn cái mầm con này. Đây. Cái này về các bác có thể tách sang chậu khác được nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Mã số 2, D2, 180.000. Có một thân lớn này và 1 2 3 4 5. 5 5 thân con nhá. Đây, một thân lớn 5 thân con, 180. Số 3. Số 3 là D3 này. Cái mã này là 150k nhá. 150k được 2 thân. Hàng thuần vườn rồi, rễ đã ổn định rồi, về các bác để nguyên này treo lên, không cần phải sang chậu đâu ạ. Số 4 này. Số 4 này, mã này là 150k nhá. Cái này cũng được 2 thân. Số 5 này. Mã số 5 này là 100k à? Được một thân nhá. Được một thân. Đó, mã số 6 này. 120k. Một thân và một mầm. Đây. Số 7 này. Số 7 này em cho đi luôn 100k nhá. Được một thân này. Số 8 này, 150k. Một thân với lại một đồ nhiều mầm lắm. Phải 4 5 mầm đấy ạ. 150k nhá. Số 9 này. Con này 130k. Hai thân, thân ngắn thân dài. 10. 120k. Một thân với một kỳ nhá. Số 11 này. 120 này. Một thân này. Đây chỗ này được nó đang lên mấy kỳ này, 1 2 này. 3 4 kỳ này. Hôm nay em về thêm cho các bác được một cái mặt bông cỏ cát nữa nhá. Đây bổ sung thêm vào bộ sưu tập cho các bác một cái màu vàng chanh. Dạng màu xanh cốm ấy ạ. Siêu đẹp luôn này. Giá thì vẫn là 101 cho một bụi nhá. Từ 5 bụi trở lên em bao ship cho mọi người. Ngoài cái màu này ra thì bên nhà em vẫn còn đầy đủ 5 màu. Mặt quỷ, cánh bướm, cam loang, tím nhăn với lại cái cánh trắng lưỡi tím nhá. Cánh trắng lưỡi tím, tím hồng ấy ạ. Đồng giá 101 một bụi cho các bác. Đây. Cát này của nhà em nó là cái hàng cát một lá bông đại nhá. Chứ không phải là cái cát hai lá. Cát hai lá thì cứ trung bình một thân như thế này này, nó sẽ ra được một chùm. Một chùm thì nó được khoảng tầm 4-5 bông. Còn riêng cái cát đại một lá này này thì là một tép này của nó chỉ ra được từ 1 đến 2 bông hoa thôi nhá. Đây, dòng này là dòng lá ngắn này. Hàng lá mít nhá các bác nhá. Lá mít đây, bản lá rất là to luôn. Em về thêm được một cái lô cát màu siêu mát mắt nhá. Màu vàng chanh này. Đây các bác ơi. Hàng thì hiện tại nó đang bắt đầu nó báo mèo rồi nhá. Giá vẫn là 101 cho một bụi như thế này. Từ 5 bụi trở lên em sẽ bao ship cho mọi người. Đây này. Đẹp lắm. Đây hàng đang báo mèo rồi này. Cái dòng này nó không ưa nước cho nên là khoảng tầm 2 ngày các bác tưới một lần nhá. Ngoài ra thì bên nhà em vẫn còn đầy đủ 5 màu. Mặt quỷ này, cam loang này, tím nhăn này, cánh bướm này, với lại cái trắng lưỡi hồng nhá. Đồng giá 101 cho một bụi. Đây. Đấy, hôm nay cập bến thêm được một màu nữa thôi. Màu vàng chanh. Đẹp cực kỳ luôn.
Bông to nhá các bác nhá. Bông to này. Mọi người cứ lưu ý cho em là cứ mỗi một cái thân như này này, nó chỉ ra được từ 1 đến 2 bông hoa thôi, vì cái dòng này nó là dòng cát đại. Dòng cát một lá nhá, chứ không phải là cát hai lá. Cát hai lá thì là một bông, một chùm của nó có mấy bông. Nhưng mà riêng cái cát một lá này này thì là một thân như thế này, nó chỉ ra được từ 1 đến 2 bông là cùng. Hàng đang báo mèo hết rồi. Denzo phát tài, hàng hoa chuẩn Tết đây ạ. Đây này, một chậu như thế này em bán với giá là 190k nhá. Từ 5 chậu trở lên em sẽ bao ship cho các bác. Còn các bác lấy một vài chậu thì vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Mặt bông của nó này, cánh sáp vàng, họng nâu đỏ nhá. Cái dòng này hoa nó ra chuẩn Tết, nên là hiện tại bây giờ là thời điểm cho các bác chơi thân chơi lá trước, đến Tết mình chơi hoa nhá. Hàng này về mình không cần phải sang chậu nữa, cứ để nguyên như này, làm móc treo lên cho em là được ạ. Vì là rễ nó đã ra ổn định rồi nhá, nó đã ổn định ở trong cái giá thể rồi. Đây này, biên viền lá nhá. Cái dòng này nó cũng gọi là cái dòng cây phong thủy, mang lại may mắn tài lộc cho người chơi đấy ạ. Cái dòng này này mình có thể treo lên ở trước cửa nhà cũng được, hoặc là các bác có thể để ở trên bàn làm việc, bàn uống nước đều được nhá. Vì là cây nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em có một cái lô semi mắt xước nhá. Dòng này nó là dòng trầm semi. Đây, 101 một bảng này. 100% tân hoa và từ 4 ngọn đổ lên. Hàng thân tổ này. Thân nó rất là mập luôn các bác nhá. Đây. Mùa hoa của trầm thì nó dao động tầm từ tháng 3 đến tầm tháng 5 dương, sau Tết đấy ạ. Và đây em đang có một cái mặt bông thực tế của nó này. Cái này thì cái họng này này thì nó có hai màu nhá, họng tím và một cái nó nhạt hơn một chút. Đây, cho các bác xem dạng màu hồng baby như này này. Để mà nói về trầm thì hoa của nó cực kỳ thơm và bền mọi người nhá, nó rất là bền ạ. Và cái hàng này nó đã là cái hàng thuần sẵn rồi, hàng thuần năm thứ ba rồi, về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc lên, treo lên, tưới nước cho nó, xong rồi đợi đến mùa hoa năm sau nhá. Hiện tại bây giờ thì chưa đến mùa hoa thì các bác chơi thân chơi lá là được ạ. Đây, mình thích dày dày hoa thì có thể làm cho em 2 đến 3 bảng này, mình ốp vào nhau cho hoa nó dày nhá. Cực kỳ thơm ạ. Semi mắt xước nhá.